sau cốp xe bỗng nhiên chui ra một cảnh sát. Xung quanh là một đám người trộm xe. Nhưng cảnh sát không chút hoảng sợ, còn chạy sang một bên đi vệ sinh. Những tên trộm này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cảnh sát đã tự mình gọi điện thoại, đồng thời còn ném một cặp còng tay cho tên đại ca. Đây, tự đeo vào đi. Tên đại ca cười ầm lên. Tên cảnh sát này cũng được phết, nhưng chúng ta đông người hơn, chẳng nhẽ lại không xử được một mình hắn ta. Trong gương chiếu hậu có một tên muốn đánh lén, nhưng cảnh sát nhạy bén đã phát hiện ra. Dưới chân vừa hay có đồ vật, đá một phát hạ gục hắn ta. Sau đó mở cửa xe, có người muốn dùng một chiêu thiên ngoại phi tiên, thật tiếc lại phải đoạn tử tuyệt tôn. Người cảnh sát này giống như thần long phụ thể, dùng người làm tấm chắn, dùng lọ đập, dùng tấm bảng quất, dùng lốp xe chói, dùng bình sơn phun. Sau một loạt liên tiếp, một mình cảnh sát tóm gọn cả đám tội phạm. Tên đại ca không còn chiêu nào nữa, nói muốn kiện cảnh sát dùng bạo lực chất phát. Cảnh sát một giây hoảng loạn, sau đó lấy một linh kiện nhỏ trong cái bật lửa ra, rạch một đường trên trán mình, máu chảy đầy mặt. Cầm một thanh thép lên, chà máu lên trên đó, sau đó đưa nó cho tên trộm. Ồ, bây giờ tôi chỉ là đang tự bảo vệ chính đáng mà thôi. Mặc dù như vậy là bạo lực, nhưng nó cũng rất có tác dụng. Tên đại ca cũng khai ra đám đồng bọn là người nước ngoài, tối mai giao hàng tại cảng. Tốt rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Đừng nhìn bình thường anh Seo vừa gian xảo lại bạo lực, nhưng đối xử với người dân bình thường, anh ấy luôn là người chính nghĩa. Ngày hôm sau, anh ấy quá giang trên một chiếc xe để đến cảng. Trò chuyện với tài xế lái xe, tài xế nói với anh Seo, dạo này cứ luôn bị ông chủ nợ lương. Xuống xe, anh Seo đưa ra một tấm danh thiếp cho tài xế, nói với ông, gặp loại ông chủ tồi như vậy, gọi cho tôi sẽ giúp anh xử lý. Vào ban đêm, tên đại ca không đến chào hỏi đồng bọn như thường lệ. Anh Seo đã đợi một lúc lâu rồi, lái xe thẳng tới đó. Thế nhưng, lái xe tới anh lại không lập tức bắt người mà nhảy một điệu sexy. Những tên tội phạm bây giờ trông thật ngu ngốc. Hóa ra, cảnh sát đã bao vây nơi này, không để hở một lối thoát. Cảnh tượng lập tức náo loạn đến mức không tưởng nổi. Đám tội phạm bị một lưới bắt gọn, tên đại ca muốn nhân lúc hỗn loạn mà chạy trốn. Nhưng cứ chạy, rồi chạy, lại ăn ngay một cặp còng tay miễn phí. Thôi quên đi, đi cùng nào, như vậy mới đúng chứ. Ngồi trên xe giống như lũ bạn của anh thật tuyệt làm sao. Cứ như vậy, anh Seo lại một lần nữa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Rất nhanh, anh cợt nhả nhưng vô cùng giỏi giang, thu hút được sự chú ý của tầng lớp thượng lưu. Được một người bạn giới thiệu, anh ấy đến một bữa tiệc thượng lưu. Một tên thiếu gia nhà giàu bắt tay làm quen với anh Seo. Tên này nhìn có vẻ chẳng phải thứ tốt lành gì. Sau khi chơi đồ đến phê, cầm lên một đầu thuốc lá, trực tiếp ấn lên người một tên đàn em. Anh Seo biết mình không thuộc về nơi này, có chút bó tay. Tên thiếu gia nhà giàu muốn tạo quan hệ tốt với anh Seo, hy vọng nếu sau này anh ta phạm tội, có thể khoan dung một chút. Anh Seo nói, tôi là một cảnh sát đứng đắn. Tên thiếu gia nhà giàu mất vui, cầm một nắm đồ và nhét vào quần áo của cô gái bên cạnh. Sau đó, anh ta dùng bánh kem chét lên mặt cô ấy. Còn chưa hết, cầm chùm nho lên, bắt đầu ném vào một cô gái khác, rồi lại nhét chuối vào miệng cô ấy. Anh ta đang làm gì vậy chứ? Ra oai với anh Seo sao? Tiếp đó, tên thiếu gia lại lùa đổ hết đồ trên bàn ăn. Sau đó quỳ lên xin lỗi anh Seo. Nhìn như một tên biến thái mới chơi đồ, khiến anh Seo chỉ có thể cười gượng. Tên thiếu gia nhà giàu này vẻ ngoài không tệ nhưng lại rất đê tiện. Rất nhanh, anh ta làm ra một chuyện lớn. Tài xế cho anh Seo đi nhờ lúc trước đưa con trai đến gặp ông chủ để đòi tiền công. Ông chủ là ai không được, thế nhưng cứ phải là tên thiếu gia nhà giàu này. Tên này lại nghĩ ra một ý tưởng biến thái. Muốn tiền lương ư? Được thôi, đeo găng tay vào, đánh một trận với đàn em của tôi. Ai đánh thắng, người đó sẽ nhận được tiền. Tài xế không muốn đánh người trước mặt con trai mình, ném mạnh găng tay xuống đất, nhưng anh không đánh người, người ta sẽ đánh anh. Đứng lên, tài xế tiếp tục bị đánh. Tên biến thái này còn để cho con trai người tài xế chứng kiến cảnh này. Tài xế bị đánh chảy máu đầy cả mặt. Tên thiếu gia cuối cùng cũng thấy vui vẻ, đưa ra vài tờ tiền. Lấy tiền lương đi khám bác sĩ đi. Tài xế trốn trong nhà vệ sinh, nhìn những đồng tiền nhuốm máu mà trong lòng tràn đầy tủi nhục. Anh ấy gọi taxi đưa con trai về trước, sau đó quay trở lại công ty, gửi cho người vợ một bản di chúc, rồi leo qua lan can cầu thang, cứ vậy mà nhảy xuống. Đây là cách duy nhất giúp anh chống lại đám người đó. May mắn thay, tài xế không chết. Anh nằm trong bệnh viện hấp hối, con trai của anh đã gọi cho anh Seo để nhờ giúp đỡ. Anh Seo là một cảnh sát hình sự tràn đầy tinh thần chính nghĩa. Anh ấy nghĩ rằng tài xế vì không nhận được lương nên tự sát. Nhưng đội điều tra nói với anh Seo, trên người tài xế có một cọc tiền lương. Đứa con trai vừa khóc vừa nói với anh Seo, bố của cậu bé bị đánh. Anh Seo phát hiện ra chuyện này không đơn giản như vậy. Anh ấy chạy đến tìm đội điều tra để xem camera giám sát. Nhưng họ nói với anh, toàn bộ camera vào thời điểm đó đều không có. Anh Seo đã hiểu ra, chắc chắn là ông chủ của công ty,
tên thiếu gia biến thái đó đã làm. Anh Xéo tức giận đến mức xông thẳng vào công ty, nhưng đã bị chặn lại bởi những tên tay sai. Anh chạm không được một cọng tóc của tên thiếu gia. Sợ gặp người như vậy ư? Vậy thì tôi làm cho anh nổi tiếng. Anh Xéo tìm đến một phóng viên và đề nghị nếu anh có thể đưa tin tài xế nhảy lầu lên top 1 tìm kiếm, tôi sẽ cung cấp cho anh thông tin trực tiếp từ sở cảnh sát. Ok, đồng ý. Nhưng có tiền, muốn làm gì thì làm. Bố của tên thiếu gia chỉ cần bỏ ra chút tiền lẻ là đã có thể xóa bỏ tin tức. Nhưng ông bố cũng rất tức giận, đứa con trai này chỉ biết gây chuyện, bảo anh ta ra nước ngoài trốn vài hôm. Nhưng anh Xéo đã tìm ra manh mối mới. Anh và đồng nghiệp đến một nhà dân, sống ở đây chính là cấp dưới đã hành hung tài xế ngày hôm đó. Đây là điểm mấu chốt của vụ án. Anh Xéo gõ cửa, cánh cửa vừa mở ra, không ngờ rằng đối phương đã có sự chuẩn bị. Một cảnh sát bị kéo vào, người đàn ông đè chặt viên cảnh sát, đâm vào bụng anh ta một nhát. Tên côn đồ này vung đao về phía anh cảnh sát ngã xuống đất. Thấy có nguy hiểm, người cảnh sát phía sau kịp thời ra tay. Phù, may quá, vẫn giữ được. Bên ngoài cửa sổ còn có một tên côn đồ đang bỏ chạy. Hắn ta nhún người nhảy xuống, ngã khá đau. Anh Xéo ở phía sau cũng nhảy xuống đuổi theo. Ôi, đau thật, tên côn đồ leo qua cầu thang, thấy sắp chạy thoát được. Phía trước lại có người. Những cảnh sát này trông thì không đáng tin cậy, nhưng lần nào cũng bắt được tội phạm. Tên tội phạm lần này là cấp dưới của một thiếu gia nhà giàu. Anh ta nghe theo mệnh lệnh của ông chủ, đánh một tài xế nghèo khổ đến đòi lương. Hơn nữa, còn là ngay trước mặt con trai của anh ấy. Cuối cùng, vì bức bối nên tài xế nhảy lầu tự sát. Vì toàn bộ camera giám sát đã ngừng hoạt động vào đúng thời điểm đó, cảnh sát không biết phải bắt đầu từ đâu. Ngắt camera, đúng không? Cảnh sát cũng biết. Cấp dưới vừa bị bắt vào đồn, một cảnh sát cầm chổi và giả vờ dọn dẹp, thực tế là để che camera lại. Sau đó, các cảnh sát lao vào đánh tên côn đồ một trận, muốn hành hình bức cung. May là cục trưởng đến kịp, mọi người mới chịu dừng tay. Lúc này, vợ của người tài xế đang cung cấp manh mối quan trọng cho anh Xéo. Di chúc người chồng gửi cho cô ấy trước khi tự sát. Văn phòng rất bay bổng, không giống anh ấy chút nào. Anh Xéo ngay lập tức hiểu ra, tên thiếu gia bên này đã vô cùng hoảng loạn, cứ như thế này sớm muộn cũng lộ đuôi cáo. Anh ta tìm đến một tên chó săn, gắp một miếng thịt bỏ vào bát của hắn. Giúp tôi nhận tội, sau khi ra tù, tôi sẽ hậu đãi cho anh. Chó săn không hổ là chó săn, anh ta trong ngục đã nhận hết tất cả tội ác. Nhưng anh Xéo vẫn không tin rằng người này làm, bởi vì anh ấy đã suy luận ra được chân tướng của sự việc. Thì ra, người tài xế không hề tự sát. Sau khi đưa con trai đi, anh ấy quay trở lại văn phòng của tên thiếu gia để đòi lại công bằng. Tên thiếu gia tức giận, đấm anh ấy một cái, còn đá bay anh. Tài xế cứ như vậy mà ngất đi. Sau đó, đám chó săn nhanh chóng kêu người đến dọn dẹp sạch lại văn phòng, kéo tài xế ra hành lang cầu thang. Đồng thời, lấy điện thoại di động của anh ấy ra, gửi di chúc cho vợ của tài xế. Cuối cùng, ném người tài xế tội nghiệp xuống lầu. Tên thiếu gia mới thật sự là thủ phạm. Tên chó săn mỉm cười. Anh có chứng cứ không? Anh Xéo dẫn một người đến, là vệ sĩ bị tên thiếu gia đánh gãy chân. Lúc đó, anh ta cũng có mặt ở hiện trường và sẵn sàng làm nhân chứng buộc tội tên thiếu gia. Chó săn lại cười. Thiếu gia sẽ ra nước ngoài vào ngày mai. Anh có thể bắt được anh ta không? Anh Xéo siêu ngầu quay đầu lại. Bắt luôn tối nay. Thật vậy. Một lúc sau, cảnh sát đã đứng dưới tòa nhà. Một đám vệ sĩ đứng chắn trước cửa. Sau đó, hai bên bắt đầu đánh nhau. Tên thiếu gia ở trên công ty đã nhìn thấy. Hắn bắt đầu nóng ruột, ra lệnh cho cấp dưới chặn cảnh sát lại. Sau đó ngay lập tức liên hệ chuẩn bị máy bay. Hắn muốn lén chuẩn đi càng sớm càng tốt. Dưới tầng vẫn đang giằng co. Lúc này, cảnh sát trưởng đã nổ một phát súng. Cuối cùng cũng yên lặng. Cảnh sát chuẩn bị lên tầng bắt người. Anh Xéo đột nhiên phát hiện tên thiếu gia đang muốn chuẩn đi. Muốn chạy ư? Không có cửa đâu. Anh Xéo xử lý một vài tên vệ sĩ. Lúc này, tên thiếu gia đang sắp lái xe chạy mất. Xe cảnh sát ngăn lại phía trước, không thèm quan tâm, hắn cứ thế đâm thẳng. Có một cảnh sát chặn đường, vẫn cứ đâm thẳng. Lại một cảnh sát khác, đâm tiếp. Anh Xéo tức điên, leo lên một chiếc mô tô và đuổi theo. Tên thiếu gia giống như vừa chơi đồ, đâm xuyên qua dòng xe cộ và chạm với vô số xe. Sau đó, lái xe vào con hẻm đầy người. Hắn cứ thế đâm thẳng không chịu dừng lại. Anh Xéo không ngừng đuổi theo. Một chiếc xe cảnh sát chặn lại đường đi của tên thiếu gia. Hắn ta chỉ có thể quay xe. Anh Xéo ở phía sau biểu diễn một màn người ngã xe bay. Xe mô tô kẹt dưới gầm xe hơi. Chiếc xe quay như điên, cuối cùng đã dừng lại. Tên thiếu gia sau khi xuống xe vẫn không chịu bỏ cuộc, lao đến đấm anh Xéo một cú, còn nắm đầu anh ấy đập vào cửa kính. Sau đó ném bay. Mọi người xung quanh đều đang chụp ảnh. Tên thiếu gia hoảng loạn, bảo bọn họ đừng chụp. Trong đám đông bỗng chui ra một người đàn ông cường tráng không biết là ai, nói tên thiếu gia đừng quá kiêu ngạo. Lúc này, anh Xéo mới kịp thở dốc, anh ấy từ từ đứng dậy. Thì ra, anh cố tình để hắn đánh, cho mọi người làm chứng anh bị tên thiếu gia hành hung. Tên thiếu gia tức giận, lao đến. Sau một hồi vật lộn, tên thiếu gia vẫn hạ gục được anh Xéo. Cưỡi trên người anh ấy đánh liên tục,
đánh mệt rồi, hắn muốn bỏ chạy nhưng tay đã bị còng lại, sau đó bị người ta một chân đá bay. Các đồng nghiệp của anh Seo cuối cùng cũng đến, anh Seo mỉm cười. Tôi có thể đánh không cũng lại cậu, nhưng pháp luật nhất định nhốt được cậu. Cuối cùng, tên thiếu gia và đám chó săn của hắn đã bị kết án. Tài xế bị thương dưới sự chăm sóc của vợ con cũng đã hồi phục. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn like và đăng ký cho kênh của chúng mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại!